Hai xin chào các bạn nha Chào mừng các bạn đến với kênh nghiệm Miền Tây Lại là mình đây Hôm nay ở cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn Những cái nhóm người mà không nên uống nước mía nha Nước mía là một thức uống phổ biến và giàu dưỡng chất Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng Tuy nhiên không phải ai cũng nên uống nước mía nha Vì nó có thể gây hại cho một số người có trạng thái sức khỏe đặc biệt Dưới đây là những nhóm người nên hạn chế hoặc tránh uống nước mía Thứ nhất là người bị tiểu đường Nước mía chứa lượng đường rất cao, chủ yếu là đường luco và sucro, có thể tăng lượng đường trong máu. Do đó, những người bị tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường tiếp 2, cần hạn chế hoặc tránh uống nước mía để không gây bệnh nặng hơn. Thậm chí, ngay cả người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cũng nên cẩn thận với loại thức uống này. Do chứa nhiều calo và đường, nước mía không phù hợp cho những người đang cố gắng giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng. Việc uống nước mía thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng tăng cân không kiểm soát, làm giảm hiệu quả của chế độ ăn kiêng và tập luyện. Một số người bị bệnh dạ dày như loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày có thể gặp vấn đề khi uống nước mía. Vì lượng đường cao có thể làm tăng nồng độ axit trong dạ dày, gây khó khăn hoặc làm triệu chứng nặng hơn. Ngoài ra, nước mía có tính lạnh không phù hợp với những người có hệ tiêu hóa yếu. Mặc dù nước mía được coi là thực phẩm tốt trong việc giải độc và hỗ trợ chức năng nhưng đối với những người bệnh sơ gan hoặc bệnh nguy hiểm lượng đường cao trong nước mía có thể gây ra áp lực lên gan và làm cho sự tiến triển nặng nề hơn do đó cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước mía thứ năm là người đang dùng thuốc kháng sinh khi đang trong quá trình dùng thuốc kháng sinh việc uống nước mía có thể không tốt vì nó có thể làm giảm hiệu quả của thuốc điều này đặc biệt đúng với một số loại như tetracycline vì đường trong nước mía có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ thuốc của cơ thể. Thứ sáu là phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu. Phụ nữ mang thai đặc biệt là trong 3 tháng đầu nên thận trọng khi uống nước mía. Mặc dù nước mía có thể cung cấp năng lượng và giúp bồi giảm buồn nôn, nhưng nếu uống quá nhiều, nó có thể gây rối loạn đường huyết và làm tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ. Ngoài ra, việc uống nước mía không đảm bảo vệ sinh cũng có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi. Thứ bảy là người bị dị ứng hoặc nhạy cảm với mía. Một số ít người có thể bị dị ứng với mía hoặc các thành phần trong nước mía. Nếu sau khi uống nước mía có các triệu chứng như phát ban, khó thở, vân vân, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Tóm lại, mặc dù nước mía mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng, không phải ai cũng nên uống, đặc biệt là những người có tình trạng sức khỏe đặc biệt kể trên. Nếu thuộc nhóm người này thì tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước mía thường xuyên.